Xin chào mừng các bạn đã đến với cửa hàng văn phòng phẩm Không phải đi học, địa chỉ ở bài số 67 trên kênh YouTube của mình. Và trước khi đi tìm hiểu để làm báo cáo cho văn phòng phẩm này thì các bạn hãy kéo chuột xuống phía dưới một chút, bấm vào phần hiển thị thêm và ở đây mình đã để sẵn một workbook để các bạn download, các bạn hãy download về và tiện tay các bạn có thể bấm luôn đăng ký và bấm like video hoặc là share. Quay trở lại với văn phòng phẩm Không phải đi học của chúng ta thì ở đây chúng ta ở bên tay trái có một bảng dữ liệu gồm dữ liệu bán hàng của văn phòng phẩm không phải đi học thì đầu tiên là chúng ta sẽ xem xem văn phòng phẩm này bán được bao nhiêu dòng trên Excel và chúng ta có thể thấy được là chúng ta bấm nút Control đi xuống chúng ta sẽ thấy được là văn phòng phẩm này bán được gần 20.000 dòng ở đây và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải xem xem là Hà Nội có bao nhiêu dòng, Đà Nẵng có bao nhiêu dòng, thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu dòng chẳng hạn. Đấy là ví dụ thứ nhất hoặc là ví dụ như là Jones bán được bao nhiêu dòng dữ liệu ở trong này và bút trì bán được bao nhiêu chẳng hạn thì ở đây mình đã có một ví dụ sử dụng lệnh count ifs để các bạn có thể biết được là Hà Nội bán được bao nhiêu dòng dữ liệu ở đây Hà Nội bán được 6.045 dòng dữ liệu Đà Nẵng bán được nhiều hơn một chút và số lượng bút trì bán được là từng này và làm như thế nào để chúng ta có thể làm được những cái báo cáo này một cách nhanh hơn thì ở đây mình có thể giới thiệu cho các bạn các bạn sẽ có thể sử dụng sql đó là cách phát âm cũ và bình thường thì chúng ta sẽ phát âm là sql việc đầu tiên chúng ta sẽ đi làm trước khi làm báo cáo là quay lại cái bảng tính đầu tiên của chúng ta chúng ta hãy để chuột vào bất kỳ một ô nào ở trong vùng dữ liệu của chúng ta sau đó chúng ta sẽ bấm nút control a ở trên bàn phím để lựa chọn được tất cả vùng dữ liệu đó Chúng ta sẽ đặt tên cho vùng dữ liệu này bằng cách là bấm chuột vào ô Name Box Và chúng ta sẽ cho vùng dữ liệu này một cái tên đó là VPP Văn phòng phẩm như thế này Và chúng ta hãy thử kiểm tra lại bằng cách là bấm vào hình tam giác ở đây Và chọn VPP thì chúng ta có thể thấy được là toàn bộ vùng dữ liệu của chúng ta đã chọn Và sau đó chúng ta sẽ đi đến bảng tính Hà Nội Bây giờ chúng ta sẽ lọc ra tất cả những dòng mà có Hà Nội ở cột B Tức là cột Region Chúng ta sẽ bấm chuột vào ô A1 Sau đó ở đây mình đã Viết một chút VBA Tí nữa các bạn có thể xem Ở đây mình sẽ đặt tên cho câu lệnh của mình là Mi SQl Sau đó chúng ta sẽ sử dụng là select sao from Cái tên phần uh, Dữ liệu của mình đó là VPP Mình sẽ viết VPP vào đây Sau đó bấm nút enter Và như các bạn đã thấy ở đây thì toàn bộ dữ liệu Ở trong vùng dữ liệu VPP của chúng ta đã được trả lại đây một cách hoàn hảo và rất là nhanh chúng ta có khoảng tầm 20.000 dòng dữ liệu và toàn bộ 7 cột này đã được trở lại đây rất là nhanh và mục đích của chúng ta ở đây là chúng ta sẽ lấy ra những dòng lọc ra những dòng có từ Hà Nội ở cột B chẳng hạn thì chúng ta lại bấm chuột vào ô A1 sau đó chúng ta sẽ viết một lệnh như sau đó là dấu cách where region bằng dấu tích Hà Nội dấu tích các bạn chú ý là vì Hà Nội ở đây chữ H viết hoa các bạn cũng phải viết y hệt lại như thế và sau đó các bạn sẽ bấm enter ở dưới thì các bạn đã thấy ở đây là chúng ta sẽ lấy được lọc ra được toàn bộ những dòng dữ liệu mà có chữ Hà Nội ở cột B. Và bây giờ chúng ta có thể đếm được xem xem là có bao nhiêu dòng dữ liệu như vậy bằng cách là bấm vào OB3, sau đó sử dụng tổ hợp phím control shift và đi xuống. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được ở đây trên Excel là 6045 và con số này thì hoàn toàn đúng với cả 6045 khi mà chúng ta sử dụng lệnh cao if. Rất là hay phải không các bạn? Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái báo cáo tiếp theo là chúng ta sẽ muốn đếm xem là ở cái vùng trung tâm tức là ở Đà Nẵng. Đà Nẵng. Mình sẽ viết lại Đà Nẵng thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây Đà Nẵng là chúng ta có 11.163 dòng dữ liệu thì chúng ta lại trở lại Đà Nẵng và lại bấm vào ô A1 Mỹ SQL dấu cách sau đó là thay vì Hà Nội ở trong ngoặc thì mình sẽ viết vào đây là Đà Nẵng rồi sau đó bấm Enter và như các bạn đã thấy ở đây thì Đà Nẵng của chúng ta đã về và chúng ta có thể kiểm tra lại được xem xem là Đà Nẵng của chúng ta có bao nhiêu dòng dữ liệu bằng cách bấm nút Ctrl Shift và nút xuống như đây và đúng như vậy chúng ta có 11.163 dòng dữ liệu các bạn có thể tự hỏi là ví dụ bây giờ chúng ta không muốn lấy Order Date chúng ta chỉ cần lấy là uh, cái dòng Region này sau rồi chúng ta sẽ lấy Units này thì chúng ta sẽ sửa như thế nào và chúng ta có một cách rất là đơn giản chúng ta có thể bấm vào ô A1 thay vì dấu sao này thì bây giờ chúng ta sẽ viết region dấu phẩy dấu cách ra một cái sau đó chúng ta sẽ bấm unit vào có chữ S và bây giờ thì mình sẽ muốn là có cái cột total này ở trong nữa thế nên mình cũng sẽ viết total vào sau đó mình sẽ bấm nút enter thì như các bạn đã thấy thì là chúng ta có thể thấy được là rất là tiện lợi chúng ta có thể dùng SQL để có thể truy xuất dữ liệu Từ một vùng dữ liệu này của chúng ta rất là nhanh chóng Và chúng ta đã làm điều đó như thế nào Thì các bạn hãy bấm phím tắt Alt F11 để mở cửa sổ soạn thảo VBA lên Và như thế này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được ở đây là Ở trong mô đun thứ nhất thì như các bạn đã thấy Mô đun này thì là một cái shop Cái shop này sẽ nhận vào một... Uh biến SQL của chúng ta chính là câu lệnh mà chúng ta viết ở đây và sau đó ở trong uh, ví dụ ở đây là ở trong cái bảng tính Hà Nội chẳng hạn mình sẽ uh, đưa các bạn đến cái bảng tính Hà Nội này thì ở trong này là code gì các bạn có thể nhìn thấy ở đây bảng tính Hà Nội này thì chúng ta đã lưu ý là chúng ta đã ghi công thức SQL vào ô A1 và chúng ta có thể thấy được ở đây là chúng ta sẽ giám sát cái ô A1 này nếu ô A1 này thay đổi dữ liệu chẳng hạn thì chúng ta có cái code VBA ở đây dùng để giám sát cái hành động đó nếu OA1 này thay đổi dữ liệu và cái dữ liệu của OA1 này có cái cụm từ mi SQL mình thích viết thế các bạn có thể viết uh, như thế nào thì tùy ý và sau đó thì chúng ta sẽ phải tách cái phần SQL tức là cái phần liên quan này ra có nghĩa là cái mi SQL này là để cho Excel của chúng ta biết được rằng là à bây giờ chúng ta đang bắt đầu viết SQL đây và sẽ làm cái gì với câu SQL đó thì ở đây với cái câu lệnh này thì mình chỉ sử dụng hàm right hoặc là len hoặc là um, rất là đơn giản chúng ta có thể lấy được cái phần phía bên phải tức là chỉ lấy cái phần từ phía sau của select này mà thôi và sau đó thì chúng ta sẽ gọi cái sắc của mình sắp của mình được viết ở trong module 1 là sắp này và với sắp này thì các bạn có thể nhìn thấy được rất là rõ ràng là đầu tiên chúng ta sẽ tạo kết nối đến ADODB sau đó chúng ta sẽ mở cái kết nối này ra sau đó là chúng ta sẽ chạy cái dòng SQL của chúng ta sau đó thì chúng ta sẽ xóa toàn bộ dữ liệu từ dòng thứ hai xuống ở đây mình viết cho Excel 2010 trở lên Vậy nên là mình sẽ có khoảng tầm 1 triệu dòng dữ liệu Nếu các bạn sử dụng cho Excel 2003 hoặc 2007 Thì các bạn phải sửa lại con số này ở đây Vì Excel 2003 hoặc 2007 chỉ hỗ trợ tới 65.536 dòng mà thôi Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng vòng for này Để xem xem là dữ liệu của chúng ta có những cái headers gì Headers ở đây có nghĩa là những cái dòng tiêu đề ở bảng ở đây Tiếp theo sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu ghi dữ liệu vào ô a3 ở phía dưới dòng đó và cái việc mà mình vừa nãy vừa làm đối với uh, cái bảng tính hà nội này và bảng tính đà nẵng này ấy, có nghĩa là mình sẽ nhấn giữ nút control trên bàn phím và bấm giữ chuột kéo sang một bên như thế này và với việc này thì mình có thể nhân đôi cái bảng tính này lên và giữ nguyên cái đoạn cốt ở trong đó quay lại cái văn phòng phẩm này thì chúng ta có thể đếm xem là chúng ta sẽ bán được bao nhiêu bút chì chẳng hạn thì mình sẽ viết vào đây là pencil và mình sẽ quay thay đổi lại cái lệnh SQL của mình bằng cách là chúng ta sẽ thay những cái cột này bằng dấu sao bởi vì mình muốn xem tất cả các cột và thay vì sử dụng điều kiện region bằng Đà Nẵng thì mình sẽ quay lại sử dụng lệnh items bằng pencil bấm enter. Và như các bạn đã thấy thì ở đây chúng ta không được một record nào cả. Lý do ở đây mình cố tình làm như vậy bởi vì ở đây chúng ta có thể thấy được là item không có S. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sửa lại item không có S. Bấm enter. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây chúng ta đã lọc ra được tất cả các dòng dữ liệu mà ở trong đó cột D có chứa pencil. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là bao nhiêu dữ liệu. 6047 chúng ta sẽ so sánh lại một lần nữa là 6047. Vậy thì cái cách sử dụng SQL này rất là tiện dụng cho các bạn đối với những bảng tính lớn bởi vì tốc độ của nó rất là nhanh. Và bây giờ chúng ta như các bạn lưu ý là chúng ta thấy được là chúng ta chỉ có 20.000 dòng dữ liệu thôi và sẽ như thế nào nếu mà chúng ta có một bảng dữ liệu mà có 200.000 dòng dữ liệu thì như thế nào? Thì chúng ta có thể thấy được điều đó. Ngay bây giờ mình sẽ đóng cái bảng tính này lại. Và đây là bảng tính của chúng ta cũng là cửa hàng không phải đi học nhưng mà năm nay cửa hàng không phải đi học bán được rất nhiều sản phẩm và chúng ta có thể thấy được là chúng ta có tới 200.000 dòng dữ liệu ở đây. Như các bạn đã nhìn thấy ở đây, địa chỉ mình đang ở là ô 200 ngàn linh một Chúng ta sẽ quay trở lại Và nếu mà chúng ta sẽ đặt tên cho vùng dữ liệu này là VPP chẳng hạn VPP Chúng ta sẽ quay lại Hà Nội Sau đó chúng ta sẽ bấm vào OA1 Chọn me underscore SQL select sao from VPP chẳng hạn Bấm Enter Thì có một lỗi xảy ra là chúng ta không thể thực hiện được điều này bởi vì sao mà chúng ta không thể thực hiện được điều này bởi vì chúng ta chỉ thực hiện được điều này khi mà số lượng dòng ở trong file Excel của chúng ta hay là ở trong cái phần bảng tên này của chúng ta nhỏ hơn 65.000 dòng mà thôi. Vậy ở đây chúng ta có tới 200.000 dòng thì làm như thế nào chúng ta có thể sửa chữa được điều này. Và rất may cho các bạn là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng điều đó. Chúng ta hãy nhớ cái dữ liệu này là chúng ta sẽ có ô là g một chúng ta sẽ copy ngay cái địa chỉ này và có thể là mình sẽ đến thẻ formulas mình sẽ chọn name manager mình sẽ xóa cái vùng tên này đi trước đã. Sau đó mình sẽ quay lại bảng tính Hà Nội. Rồi chúng ta thay vì sử dụng VPP mình sẽ mở ngoặc vuông. A2 dấu chia sau đó là cái địa chỉ của OG 200.000 và một mình đã copy, sau đó là bấm ngoặc vuông trở lại, bấm enter. Và chúng ta chỉ cần chờ một chút thôi. Như các bạn đã thấy thì toàn bộ dữ liệu của chúng ta đã quay lại đây. Và ở đây có một số chỗ không được chính xác lắm bởi vì mình đoán là dữ liệu của mình thực chất là bắt đầu từ ô A1, vậy nên mình sẽ quay lại và sửa lại dòng SQL này của chúng ta là từ A1 bấm Enter thì như các bạn đã thấy dữ liệu của chúng ta đã được copy một cách rất là hoàn hảo và bây giờ chúng ta sẽ đi lọc và tương tự như những gì mà mình đã nói ở phía trước mình sẽ sử dụng lệnh where region bằng Hà Nội bấm Enter một cái và như các bạn đã thấy toàn bộ những dòng mà có chứa Hà Nội đã được SQL trở lại và chúng ta có thể để ý ở đây là chúng ta có 60.451 dòng có chứa Hà Nội Chúng ta sẽ thử kiểm tra lại bằng lệnh count if xem sao Count if vùng này của chúng ta là cột B Sau đó chúng ta sẽ đếm Hà Nội Đóng góc lại, bấm Enter uh, tại sao lại không được bởi vì chữ Hà Nội mình phải cho vào trong ngoặc kép chứ không phải là ngoặc đơn Ok, 60.451 Và ở đây chúng ta cũng có 60.451 Và với bài này thì chúng ta đã học cách để sử dụng SQL ở trong Excel Và các bạn hoàn toàn có thể mở rộng ra Sử dụng SQL ở trong Excel để tạo ra những báo cáo linh hoạt hơn, nhanh hơn và chi tiết hơn ví dụ như trong trường hợp này chẳng hạn chúng ta muốn tìm tất cả những cái dòng mà có chứa Hà Nội ở cột B và được sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất theo cột G chẳng hạn thì chúng ta có thể viết thêm vào câu lệnh này là order by total và bấm enter và các bạn chờ một lúc các bạn có thể nhìn thấy ở đây là các báo cáo này đã được sắp xếp rất là gọn gàng sạch sẽ và chúng ta có số nhỏ nhất ở đầu và số lớn nhất ở cuối và qua bài học ngày hôm nay thì mình mong là đã giới thiệu với các bạn một cách để làm báo cáo nữa hoặc một cách để lọc dữ liệu nữa ở trong Excel rất là nhanh. Đặc biệt là đối với những cái trường hợp mà dữ liệu của chúng ta lớn đến mức mà có 200.000 dòng như thế này. Và thực tế thì mình đã thử cái bảng dữ liệu này với các cái loại dữ liệu là có khoảng tầm 500.000 dòng rồi và chúng ta không gặp phải vấn đề gì lớn đối với sử dụng SQL ở trong Excel cả. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cửa hàng không phải đi học.